Chào ông bà, cô chú và các bạn đang xem kênh Cuộc Sống Hậu Giang Vlog của mình. Mong ông bà, cô chú có thương mình á, với anh chị á, các bạn có thương mình thì cho mình xin một like và một cái đăng ký nha mọi người. Hôm nay mình ra video á, mình là ăn tương đen với tôm tích nha mọi người. Mong mọi người xem video ủng hộ cho mình và cho mình xin một like và một cái đăng ký để cho mình có thêm động lực để làm video tiếp theo. Mong mọi người xem video vui vẻ. Đây, tôm tích mình xào hành và bị tương đen nha mọi người. Và mọi người ăn cùng mình nha. Ăn tôm tích mọi người. Ngon rồi mọi người. Ăn rau cho đỡ nhé. Tại mì tương đen hơi mặn á. Mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau cho nên không ai hợp ai nha mọi người. Mình ăn mặn quá mình ăn không nổi, mình tin nên mình bỏ vô gì làm mặn với mình. Cái yếm ở dưới cái mình đó nha mọi người, mình lột ra. Thịt của nó dai lắm mọi người, bởi vì nó mắc tiền là phải. Thank you.
Ngon quá. Thịt nó dai mọi người, cũng ngọt. Cảm ơn mọi người đang xem video của mình. Nếu mọi người có thương mình, cho mình xin một like và một cái đăng ký nha mọi người. Mình ăn bao nhiêu được rồi, mình để hồi nữa mình ăn xong nha mọi người.